Cảm ơn Chúa. Cái mục tiêu tôi đến cái trường này đó là để Chúa được chữa lành cái đời sống tâm linh của mình, chút bù khô hạn. Tôi muốn đến đây để được Chúa thăm viếng, được Chúa phục hồi lại cái chức vụ của tôi, cho nên tôi mới ghi danh và học vào cái trường này. Và cảm Chúa thì ngày hôm nay thì cảm Chúa thì tôi đã tốt nghiệp, nhưng mà đây thật sự đó chỉ là một khởi đầu trong chức vụ mới. Thật những cái bài học, cái trường này nó khác tất cả những cái trường học khác. Tôi cũng học rất là nhiều, nhưng mà những cái trường học khác là trang bị cho mình những cái sự hiểu biết về thần học và những cái kỹ năng để chúng ta có thể hầu việc Chúa thôi. Nhưng mà trường học này là một trường học mà tức lên dạy dỗ mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi ngày mỗi bài học đều đụng chạm. Và tôi rất là cảm ơn Chúa. Tuần đầu tiên tôi vô là tôi khóc nhiều lắm. Tôi khóc là tại vì mình thấy được tội lỗi của mình, nhưng mà Chúa tha thứ hết. Chúa tha thứ. Khóc vì có ăn năn tội lỗi. Khóc vì sự vui mừng Chúa đã tha. Đó là điều phải nói là tuần đầu tiên tôi khóc rất là nhiều. Ban đầu khóc thì thấy sự xấu hổ, tội lỗi của mình, nhưng sau đó thì khóc vì cớ vui mừng được Chúa tha thứ, được Chúa phục hồi. Và những bài học phải nói là những cái bài học luôn luôn đụng chạm đến cái đời sống của tôi. Nhưng mà anh em ơi, về để thực hành những cái điều mà Chúa dạy đó không phải là dễ đâu, rất khó. Tuần đầu về tôi hứa với Chúa là anh em biết, tôi hứa Chúa là coi như là mỗi thứ sáu là con kiêng ăn cầu nguyện. Mỗi ngày con cầu nguyện với Chúa ít nhất là phải hơn một tiếng đồng hồ. Rồi để một giờ để mà có thể tập đàn, để mà hát ngợi khen Chúa. Nhưng mà những điều đó về cái là nhiều cái sự xung đột. Ma quỷ đúng là ma quỷ nó không để chúng ta thực hiện những cái điều mà mình muốn làm đẹp lòng Chúa. Cho nó dùng mọi cái, biết không? Thế là coi như tôi không thực hiện được cái điều nào cả. Và cái đây là anh em biết, đây là cái điều ma quỷ đó. Không cái gì mà xảy đến cuộc đời chúng ta mà ma quỷ nó không xen vào. Cho nên từng cái là tôi với nhà tôi cái là xung đột với nhau, là hờn dỗ với nhau, làm sao cầu nguyện được. Nhưng mà tiếp tục Chúa dạy dỗ tôi. Và cái tuần cuối ở đây, vâng nè, tuần cuối. Đường dẫn đến sự phương, con đường dẫn đến quyền năng. Tôi phải chết, Chúa xử lý tôi. Và với đức tin, tôi công bố rằng tôi sẽ chết. Tôi công bố rằng tôi sẽ là một người chồng mới. Tôi công bố là tôi sẽ là một sư mới. Nhưng mà nhờ Thánh Linh thêm sức cho tôi, Chúa thêm sức cho chúng ta. Cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ chết đó. Tôi mà về đợt này nhà tôi có nói gì ra tôi cũng giống như là người chết. Để mặc quyền năng của Chúa, chúng ta phải chết. Chết cái xác thịt này, cái ham muốn xác thịt. Tôi cảm Chúa là khi tôi mới hầu việc Chúa đó, hồi đó mình mới chập chững mà, giảng thì cũng đâu có ra hồn gì, nhưng mà cái lời giảng đó đụng đến tâm lòng của những người khác. Nhưng mà càng lâu học nhiều rồi, càng mục lên mục sư rồi, giảng tốt hơn nhưng mà không có đụng chạm ai cả. Anh em có biết không, nhiều khi đó tôi không có cầu nguyện, tôi soạn bài giảng không cầu nguyện, mà có nhiều khi là tôi soạn bài giảng là tôi ra khỏi nhà, tôi ngồi trên xe ông đa, là tôi tới điểm nhóm đó, là lúc đó là tôi mới soạn bài giảng đấy. Thế mà làm sao một sư như vậy thì làm sao mà có tài giỏi hơn, phải không, hiểu biết hơn, nhưng mà thiếu sự sức dầu của Chúa. Vì có đó cho nên tôi mới vào trường này, và tôi mau bước Chúa thăm viếng mà Chúa tha thứ cho tôi. Chúa tha thứ cho tôi. Tất cả những gì ở trên đời này tạm,
vài năm nữa Chúa đến, đúng không? Gần lắm. Ước mơ gì trên đời này? Cho nên Chúa giúp cho tôi tiếp tục những cái bài học mà tôi học ở trong cái trường này, tiếp tục chạm vào lòng của tôi mỗi ngày, mỗi ngày, để tôi thật sự chết, để tôi thật sự làm người chồng mới cho nhà tôi. Rồi một lần nữa là tôi rất cảm ơn nhà tôi. Vào để học, nhà tôi một mình ở nhà thôi, lo việc này việc kia để cho tạo điều kiện cho tôi học được ở đây. Lần nữa anh rất cảm ơn người vợ yêu quý. Và nữa là tôi yêu vợ tôi lắm đó. Cảm ơn Chúa, nhờ trường đắng rít SOC mà tôi có được người chồng mới. Và cảm ơn Chúa, tôi hy vọng rằng nhờ Đức Thánh Linh giúp cho những gì mà nhà tôi mơ ước và thực hiện được những điều mà mình nói ra. Trước giờ là nhà tôi nói nhiều nhưng mà thực hiện không nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tin chắc rằng nhờ Đức Thánh Linh, Chúa sẽ giúp đỡ cho nhà, cho anh. Amen. Sẵn đây em có món quà. Xin Chúa ngài chúc phước cho anh. Để anh khích lệ anh. Rồi, cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn hết thảy các anh em. Cảm ơn trường. Phải tôi nói một chút về thầy của tôi. Cảm ơn Chúa. Khi mà tôi đến trường đây đó, tôi nghe các em học về làm chứng lại trước khi học và sau khi học có một sự khác biệt. Cho nên tôi cũng ước ao. Và cảm ơn Chúa thì hôm qua một sư Phước là đàn anh tôi đấy. Một sư Điệu Phước đâu ạ? Giảng vừa giảng, đơn giản nhưng đầy sự sức dầu, đầy một sự khích lệ. Phải nói là tôi rất cảm ơn. Và tôi rất là vui mừng thấy những người trẻ có tấm lòng như vậy Chúa đang sử dụng. Tại vì mình sống trên theo lời Chúa thì mình mạnh dạn giảng như lời Chúa nói. Còn giảng lời Chúa mà mình không sống như lời Chúa đó thì giảng nó xìu xìu yếu yếu. Cho nên xin Chúa sức dầu trên một sự phước. Cảm ơn cô Hằng. Tôi đến là tôi không có, không phải là tôi chê ai đâu, tôi nói thật đó. Nhưng mà tôi thấy cách của cô giảng dạy ra phải không ạ? Tôi thấy cô là người có sự tăng trưởng ở tâm linh, có sự hiểu biết sâu xa về trọng chức thuộc linh. Đó là điều tôi rất vui mừng. Cho nên tôi cảm Chúa lắm. Chúa đến đây Chúa mở con mắt của tôi để tôi thấy là tôi có cái niềm hy vọng. Những lớp trẻ, những người yêu mến Chúa và Chúa đang sử dụng họ. Cho nên điều mà tôi khát khao đó là bước gì những mục sư bạn tôi vào cái trường này để gặp gỡ Đức Linh dạy dỗ. Tại vì những cái trường khác dạy cho mình hiểu biết thôi, dạy những kỹ năng để mình làm thôi. Nhưng mà trường này đấng Christ dạy dỗ cái trực tiếp để thay đổi con người. Cho nên tôi, đó là cái điều tôi ước ao. Và tôi cũng hứa là sẽ cầu nguyện cho trường SOC ở đây Chúa sử dụng để huấn luyện những người thật sự muốn hầu việc Chúa. Amen.